Xin chào các anh chị và các bạn đến với kênh hạt giống 37 nhá Tiếp theo nội dung video này là bên em xin quay video review lại cho anh chị và các bạn xem về loại hoa bông phấn Hoa bông phấn này bên em đang còn trồng thử nghiệm thực tế tại đây là hạt giống của nó đang nảy mầm và nhìn chung là này mầm khá là đều và phát triển khá là tốt và mầm thì to khỏe Đây là cây con của nó đây là hoa bông phấn nhé, bông phấn nhiều màu, nó có nhiều màu sắc khác nhau Thì bên em đang còn trồng thử nghiệm thực tế, nếu mà nó đẹp và dễ trồng, dễ chăm sóc Thì bên em sẽ phân phối ra thị trường để cho các quý khách hàng có thể trồng làm cạnh Và hiện tại thì bên em trồng đang khá là nhiều loại hoa khác nhau Ở hiện tại thì ở vườn ươm của bên em đây là đang trồng trên trên khoảng 120 mấy loại hoa khác nhau thì cứ một bảng, một bảng kia là mỗi uh, một loại hoa khác nhau Thì loại hoa này thì màu sắc, màu sắc của nó thì bên em sẽ bấm ở trên Google Tìm sơ qua cho anh, cả anh chị xem hôm sao là bên em sẽ quay thực tế Thực tế từng loại, màu sắc từng loại cho anh chị và các bạn xem nhé Đây, tìm lướt sơ qua thôi, lướt sơ qua màu hoa này thôi Hôm sau là bên em sẽ quay review thực tế lại cho anh chị và các bạn xem Anh chị và các bạn có thể là bấm đăng ký theo dõi kênh Hạt Giống 37 nhé Hoặc là có thể bình luận dưới video này là sẽ có nhân viên bên em tư vấn cho anh chị và các bạn ạ Và bên em để ở số điện thoại tại phần mô tả video nhé Mình có thể chat trực tiếp với kênh Hạt Giống 37 Facebook Facebook là Hạt Giống 37 Hoặc là có thể truy cập vào trang web là hạt giống 37.com.vn để xem thêm thông tin chi tiết ạ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé